Xin chào quý vị và các bạn. Để biết được một chiếc máy giặt mỗi giờ hết bao nhiêu số điện và mỗi mẻ hết bao nhiêu chi phí tiền điện, các bạn rất đơn giản, chỉ việc nhìn vào cái tem năng lượng của Bộ Công Thương đã dán trên thân máy. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây là một chiếc máy giặt tới từ thương hiệu LG, công suất giặt 9kg, công nghệ inverter. Inverter tức là thiết kế điện rồi đấy. Có tem năng lượng của Bộ Công Thương, đạt nhãn năng lượng tối đa 5 sao và hiệu suất năng lượng chính xác là 27,0 Wh trên kg. Tức là nó giặt 1kg quần áo thì nó tiêu thụ hết 27W điện trong điều kiện thử nghiệm của Bộ Công Thương. Vì vậy các bạn có thể nhân lên một mẻ giặt 9kg lên thì nó vào khoảng tầm chưa đến 300W điện. Còn đây cũng là một máy giặt 9kg tới từ thương hiệu Electrolux, có nhãn năng lượng 5 sao và hiệu suất năng lượng còn cao hơn nữa, cụ thể là 18,7 Wh trên kg. Hoặc đây là một chiếc máy giặt công nghệ Eco Inverter 8kg của Electrolux, có màu đen mờ titan Metal Black rất đẹp, có hiệu suất năng lượng rất cao, 17,7 Wh trên 1kg. Như vậy là nó giặt 8kg thì nó cũng chỉ hết có 8, 8, 7, 5, 6, cỡ khoảng 130W. Như vậy một mẻ giặt thông thường thì là kéo dài 2 tiếng thì nó cũng chỉ hết có 250W điện, rất ít đúng không ạ? Đây là thử nghiệm trong cái điều kiện giặt nước lạnh của Bộ Công Thương. Vì thế nếu để tìm ra cái chiếc máy giặt nào mà có cái mức tiết kiệm điện nhiều nhất thì các bạn cứ nhìn vào cái dòng hiệu suất năng lượng trên tem dán ngay trên thân máy. Máy giặt cửa ngang tiêu thụ bao nhiêu lít nước? Một chu trình khép kín của một mẻ giặt tiêu chuẩn bao gồm 4 quá trình. Một lần giặt đầu tiên, máy sẽ làm khoảng từ 4 đến 6 lít nước để đánh tan xà phòng đưa vào trong lồng để giặt. Sau đó đến 2 quá trình rũ xả. Mỗi lần rũ xả, máy sẽ tiêu thụ tiếp 20 lít nước và cuối cùng là vắt khô. Như vậy, một mẻ giặt tiêu chuẩn của máy giặt Electrolux chỉ tiêu thụ khoảng 46 lít nước. Trong trường hợp bạn chọn chế độ giặt ngâm Prius hay rũ xả thêm một lần Rinse cộng thì máy sẽ tiêu thụ nhiều nước hơn và tối đa có thể lên tới 64 lít. Để được tư vấn chi tiết những vấn đề mang tính kỹ thuật phức tạp hơn, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.